Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay thì có bác mẫu xe đạp Touring Czech FX 7.2, một dòng xe đạp mang cái thương hiệu mà khi mà các bác đi trên đường phát là người chơi xe người ta biết ngay thương hiệu gì luôn. Một chiếc xe đạp thương hiệu rất là đẳng cấp của Mỹ, gần như là xếp top đầu trong dòng xe đạp thể thao với cái thương hiệu này. Một cái thương hiệu rất là lâu đời, hơn 100 năm rồi. Đấy, và chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp mà đẳng cấp nhất thế giới trên thương hiệu này. Thì hôm nay em về một chiếc xe đạp Touring Czech FX 7.2, các bác để dành cho các bác mà muốn sử dụng một chiếc xe đạp trong việc thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thì đây là một chiếc xe đạp rất là tốt. Đấy, một cái lựa chọn rất là tốt dành cho các bác. Thì xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano đề sau Alivio với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa, cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung là khung nhôm. Đấy, hôm nay về tông màu xanh kẻ chỉ trắng, rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung. Chiếc xe đạp hàng bãi. Khung sườn thì sơn xi thì còn tương đối là tốt. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước. Đây, xước ở hàng đây rồi, sức nhỏ sức răm không thể tránh khỏi. Nước in tài quần thôi nhé, xuất khẩu thì nó xuất hiện những cái vết sức nhỏ sức răm không thể tránh khỏi do đã qua quá trình sử dụng. Sử dụng bộ phanh V, một cặp phanh thường thấy ở những chiếc xe đạp nhật bãi, phanh V của Techo. Cấu hình là được sử dụng bộ đề chuyển động Shimano Alivio với 1, 2, 3, 4, 5, 8 tầng lít và 3 tầng đĩa, gạt đĩa Shimano. Xe có 24 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông cũng được trang bị bộ phanh cơ và tay bấm xả Shimano. Đây, 8 sợi bít đây. Đây này là 3, tương đương 8 lít 3 đĩa. Sử dụng bộ vành bánh là 700C, lốp nguyên bản Montegur theo xe, theo hãng. Phần lốp này các bác nhìn này còn rất là mới nha, lốp này lốp zin, chứng tỏ là chủ cũ họ đi cũng khá là ít. Nên là giữ cái độ phần lốp này còn tương đối là tốt. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 263 đến 1m72 73 thì phù hợp. Trang bị bộ líp 8 tầng để Alivio 3 tầng đĩa và 24 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán bên em mức giá thì có là 8.300.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.